Rồi xin chào các bạn ha, hôm nay mình cũng giao lưu với bạn cây sam trái nè bạn. Không phải cây sam không biết bông trái nha bạn. Cây sam không biết bông trái nha. Rồi nè, cây sam này già lắm mấy bạn ơi, nè đế rải nè ha. Đó, nó có chi mẫu đây nè các bạn, cây này nó chung thuộc dạng cây cũng thành phẩm rồi nha các bạn. À nó chung hết kẽm hết cùng rồi nha, cây thành phẩm nha các bạn, cắt gút nha các bạn. Nè cái mâm nè. Cái mâm chi nữa nè, cứng nhắc luôn nha, cứng nhắc cứng cù nha các bạn nè. Đó, cứng nhắc cứng cù rồi nha. Đó. Đó, cái này thì mấy bạn này nó cũng ấy rồi ha, để chút mình qua mình quay mặt sau luôn cho các bạn xem ha. Đế rất đẹp nha các bạn. À hoành ở đây thì nói chung mình cũng không có đo nha các bạn. Nó bằng cái đầu nhỏ của cây diếc long á bạn ơi, chỗ này nè, bằng đầu nhỏ cây diếc long nha. Mấy bạn lấy cây diếc long xanh á, cái diếc long xanh ra hình dung nha. Còn cái này thì bằng nó bằng cái đầu lớn cái diếc long nha các bạn. Thì có nó có một chị mẫu nè, chị tử nè các bạn. Cái cây này thì nói chung nó thành phẩm rồi nha các bạn. Sam này là sam khai thác nha các bạn. Mấy bạn nuôi mà cái độ cù nó già cỡ này nè. Để mình lật lên xương dâm này mấy bạn xem nè. Thấy không? Rất khéo nha các bạn. Đẹp lắm nha. Nói chung lúc mình cũng chưa muốn giao lưu nhưng mà thôi mình quay đặng có clip đặng mình đăng mấy bạn. Rồi cái này thì mình giao lưu với bạn giá 1.1 triệu ha. Mình bán ở đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Nè mấy bạn hình dung nha, mình cũng không lấy thước đo, nó bằng ngón tay cái mình, bự ngón tay cái mình chút mấy bạn. Thì cái cây này nó thuộc dạng là thành phẩm rồi nha các bạn. Rồi giá 1.1 triệu mấy bạn ơi, chung nè, đế nè ha. Rồi để mình quay mặt sau cho các bạn xem ha. Đó, mặt tiền đó nha các bạn. Chung cây này chỉ cắt gút là thôi các bạn ơi, mà mâm chi nó đã đủ rồi ha. Rồi mặt sau nè các bạn. Bạn thấy ha, nói chung là nó khàn hết rồi nha các bạn. Nó xùi hết rồi nha, nó mình sắp mâm đạt rồi sẵn hết rồi ha. Thì xương sóc nó các bạn cũng xem nè. Xem kỹ nha các bạn. Xương nó thì các bạn khỏi chê rồi ha. Mình làm nói chung cái bác này làm cây khéo lắm các bạn ơi. Mình tính chừa lại chơi. Nhưng mà thôi quay có cái clip mấy bạn ha. Có cái video đăng cho các bạn xem ha. Đó, có chị mẫu luôn nè các bạn. Rồi, cái này mình cũng giao lưu với bạn là 1.1 triệu ha. Nói chung mấy bạn nuôi một cái cây phôi mà nó lên nó thành hình gì là lâu lắm mấy bạn ơi. Mình bán nhiều khi nói chung mấy anh em nó mắc rẻ nhưng mà mấy anh em có nuôi rồi mấy anh em biết ha. Cái độ nuôi nó là nó già khằng và khú rồi nha các bạn. Đẹp hết rồi mấy bạn, chỉ việc về chăm chơi thôi à. Cái chậu này mình vô cái chậu cũng được thôi. Mấy bạn về có tiền vô cái chậu chậu này 15 mấy bạn ơi. 15 nè, nó không có đầy gàng tay ha. Mấy bạn về có tiền vô chậu đẹp hơn chút ha. Nè, đế nè. Đế đóng khéo lắm nha các bạn. Còn thẹo thùng thì dường như là nó liền á mấy bạn ơi. Nè làm như nó còn nhẹ ở đây thôi nha. Nè. Mình cũng cho các bạn xem nè. Nè nó còn có chút xíu đây nè các bạn, mà nó kéo liền rồi nha. Nè nó còn có chút xíu đây nè. Nhỏ thôi các bạn, nó kéo muốn liền hết rồi nha. Nè còn sẹo nhỏ đây thôi nha, là cây là thành là liền lạc không vết thẹo nha các bạn. Rồi thôi mình giao lưu cây này luôn các bạn ơi. Cây này thì nó bị lũa bên đây nha các bạn. Nè. Nó bị lũa nè. Mấy bạn về khéo tay ha. Mấy bạn gọt lũa nó luôn. Mình cũng mới mua cái máy nhỏ này, mình tính gọt cho nó cái lũa nó luôn đẹp ha. Tay chân mà cây này thì khéo lắm nha các bạn. Tay chân dâm nó thì thôi cũng bài bản nha. Cái này nói chung nó tại nó có cái thẹo thôi. Mà sam mình bán là không rõ bông trái nha các bạn. Nên mình bán giá bông thôi. Chứ nhiều khi nó ra trái cũng chừng nữa. Thì cái này xong hết rồi các bạn ơi. Nè cái mâm nè. Mâm ha, mâm mà nó cù hết rồi nha các bạn. Cắt gút với đó, còn cái ngọn thôi. Các bạn về mấy bạn cắt cái ngọn thì nó lẹ lắm, chớp nhỏ là nó được rồi ha, nó thành phẩm rồi ha. Nhưng mà cái này nè. Mình tiếc cái nè, là nó có cái lũa bên đây nè các bạn. Có cái lũa đây nè. Dưới cây này mà không lũa đẹp lắm nha các bạn.
Đó, dăm chi nữa nè. Thì mình giao lưu với bạn cây này giá 600 ha. 600k ha. Mình bán ở đây là không có bao tiền ship nha các bạn. Chung cây này tại bị lỗ ở đây nè các bạn. Rồi cây này mình bán 600k ha. Siêu dăm á thì mình cắt nó bài bản hết rồi các bạn ơi, nó cứng còng rồi ha. À, còn cái này đọt đỏ luôn nha các bạn. Nè đọt nó xì đỏ luôn nha. Đỏ ha. Ồ cây này mấy bạn giờ ở ngoài đẹp lắm mấy bạn ơi, nói chung là nó thành phẩm rồi. Là dường như nó thành phẩm rồi ha các bạn. À. Mặt tiền nè. Các bạn dòm là không còn cọng kẽm luôn nha, chỉ là cắt gút nó lại thôi. Ồ. Thì thôi mình quay mình bán luôn các bạn ơi, nè đế nè. Đẹp lắm nha. Da dẻ thì thôi chăn bóc rồi các bạn ơi, mình nuôi sạch cây lắm ha. Nó xì cái búp sao mà đọt đỏ mấy bạn nè. Cái đọt nó đọt đỏ ha. Cái đọt á nó hơi đỏ ha. Nó xì hết rồi nè. Mà cây này mình để coi không biết bông trái nha bạn. Nếu mà trái nữa thì mấy bạn vô ha. Trái thì quá đẹp rồi. Cây này mình giao lưu mấy bạn 1,1 triệu ha. Mình nuôi thì cũng căng lắm nha các bạn nè. Mâm chi gù gì hết rồi ha. Đó nè, mình quay ở trước, quay ở ngoài vườn trước mình mấy bạn ơi. Nè. Như cây sâm hương da dép lá cách nè các bạn. Ủi lá lên đẹp lắm. Mình chăm nó ha. Đó. Nè anh quay ở trước nhà ha các bạn. Còn cây hải châu. Nói chung là hải châu nè, nay nó đâm mà. Mà nghe mấy anh nói là nay mùa trái nó các bạn ơi. Mình cũng không rành nữa ha. Mình nuôi chưa thấy bông trái, mình để mình ráng mình nuôi coi. Nè. Cái này thì nó được 2 thân ha các bạn. Nè, 2 thân này một bệ luôn nha các bạn. Tại mình chưa không có khui, không khui nó ra. Nè bệ luôn nha, 2 thân nha. Ồ, mình cắt riết cũng đẹp hả các bạn ơi. Còn cái cảnh này thôi. Để chơi, cái cảnh này bữa mình quay mình làm nè. Chung nay nó sạch tờ chạy nữa rồi. Phải bấm rút nữa rồi. Ồ. Tiểu cảnh này thì cái cây này thì cái cây lúc mình chụp trên màn hình YouTube mình đó bạn, bỏ trong cái chung á. Đó, nay mình xách nó ra ha. Đó mình làm cái tiểu cảnh này nè, nay nhìn thấy nó cũng khá rồi ha. Cũng đẹp nhưng mà để chơi. Đó, còn cái trà này sắp 3 mâm. 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm, chín luôn, trái dữ lắm các bạn ơi. Nói chung không có còn cọng kẽm nào đó. Nói chung là mấy cây này không còn kẽm nào ha. Nó gì thôi. Nó không có kẽm cùng nữa ha. Để chơi. À, với cái này tiểu cảnh này bữa mình cũng bán với bạn nè. Mà chưa có bán được luôn. Thôi để thấy cũng đẹp đẹp ngộ ngộ thôi. Cũng để còn anh em nào mà thích đó thì cứ điện thoại với mình ha. Ồ. Hai tiểu cảnh và cái này thì mình ân ý với cái này các bạn. Đây xương dăm đó nè, mình làm xương dăm nó kỹ lắm nha, nó nhỏ thiệt nhưng mà xương mình bẻ ở trong đó các bạn, nó là mình làm cũng từng tầng lớp các bạn ơi, nó không có rối nha, không rối cây. Rồi cái trà ốc kiến rồi nè các bạn, còn cái trà ốc kiến đợt trước quay thì giao lưu rồi ha, giao lưu ông anh rồi. Thôi cái này chung từ từ. Bữa hai nữa mình đi kẽm nó lại là nó đẹp lại rồi mấy bạn ơi. Kệ để cho nó phát vậy đi. Cây này cũng già. Ở Tây Ninh mình thì cái cây trà Phúc Kiến cỡ gì là già rồi mấy bạn. Là mình thấy bự rồi ha. Còn những cây miền Trung á, mình cũng có mua một số. Bự lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà nuôi thì mình nghĩ chắc nó lâu. Tại cái mặt cắt của cây miền Trung á, mình cắt bự quá. Rồi mình nuôi mà xương dăm nó cỡ gì á thì nó lâu lắm nha các bạn, nó cực lắm ha. Xương dâm gì thì mình nuôi cực dữ lắm. Rồi này là linh sa mặt gạo Tân Phú các bạn nè. Nói chung mình còn 2 cây để nó chân rồi mấy bạn, ai mua được bán luôn ha các bạn. Đó, mấy bạn ấy thì cứ liên lạc với mình ha. Đó, còn cái ngâu bông này thì chưa ha. Ngâu này thì khỏi nói rồi, quá già rồi.
Còn ngâu này bông thơm mấy bạn ơi. Nè. Mình bữa mình quay mà cũng chưa giao lưu được ha. Giờ thơm mấy bạn. Đó, con này mang chứng thủy. Nè. Cũng quái quái ha, cái rải mấy bạn ơi. Rồi mình làm nó mâm chi mình nuôi nè. Mấy bạn thấy ai ạch lắm, lâu lắm ha. Rồi. Con này hải châu mấy bạn. Cốt này thì cũng hai mấy à, cốt này bự rồi nha. Lùng chủng rồi nghe các bạn. Không đầy gan tay nữa nè, gan tay mình nè. Đó, mình còn lại cũng một cây ngâu. Hai cây ngâu các bạn. Đây cây nữa nè. Hai cây ngâu ha. Già lắm rồi các bạn ơi. Nhưng cây khế già là khá dài nữa các bạn. Đó, hình thú luôn ha. Có một cục à. Ở đó ghép khế thái. À, đó ghép cái thái đây nè. Đó giờ nó liền luôn rồi. Nó liền hẹo luôn rồi cha. Lâu quá không coi nó. Ồ liền luôn nè mấy bạn. Cái này hết hẹo luôn rồi nghe. Nó còn có chút chiếc này nè nữa là chạy liền rồi. Còn cái này thì thôi. Cái này cái cốt cái hết mà nó liền hết rồi ha. Quá đẹp rồi. Từ từ. Mình nuôi từ từ là nó hết rồi là hết hẹo rồi bạn ơi. Thế già ha. À, mâm chi rồi bẻ cũng lắc léo ha. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào mấy bạn ha. Hẹn gặp lại mấy bạn clip sau.